Liệu rằng anh em có biết ở trong đấu phá thương khung, khi mà cổ tộc biết được rằng Huân Nhi đã trao đi ấn quyết cho Tiêu Viêm, bên trong cổ tộc đã dấy lên những phản ứng và sóng gió phức tạp nói không? Trong số các cấp cao của cổ tộc, có một số trưởng lão bảo thủ và truyền thống. Khi mà họ lần đầu tiên nghe tin này, họ tràn đầy kinh ngạc và phẫn nộ. Trong mắt của họ, đế ấn quyết chính là một đấu kỹ tuyệt mật của cổ tộc, được cho là do đấu đế cổ đại sáng tạo, mang ý nghĩa và giá trị vô cùng to lớn đối với cổ tộc. Họ cho rằng hành động của Nhi chính là sự xúc phạm và thiếu trách nhiệm đối với truyền thừa của cổ tộc, đồng thời là sự dò dỉ kỹ pháp mạnh mẽ mà cổ tộc dựa vào để tồn tại. Trong cuộc họp nội bộ của gia tộc, họ đã nổi giận, lớn tiếng trách mắng hành động của Nhi, cho rằng cô đã bị tình cảm cá nhân làm mờ mắt. Một số trưởng lão cảm thấy đau đớn và thất vọng, cho rằng cổ tộc đã chăm sóc và đào tạo Huân Nhi với những tài nguyên và giáo dục tốt nhất. Thế nhưng cô lại đi ngược lại gia tộc, dễ dàng trao kỹ pháp quan trọng như vậy cho một người ngoại tộc. Thậm chí có trưởng lão đề nghị phải nghiêm trị Huân Nhi để làm gương, để các thành viên khác trong gia tộc hiểu rằng quy tắc và lợi ích của gia tộc không thể nào bị xâm phạm. Tuy nhiên trong cổ tộc cũng có một số cấp cao có tư duy cởi mở và tầm nhìn xa. Khi mà nghe tin này, mặc dù cũng có chút ngạc nhiên, thế nhưng họ nhanh chóng suy tư. Họ không nhìn nhận Tiêu Viêm đơn giản là một thanh niên ngoại tộc. Trước hết, Tiêu Viêm là hậu duệ của Tiêu tộc, một gia tộc từng huy hoàng. Dù Tiêu tộc đã suy tàn, thế nhưng mối liên hệ huyết thống vẫn còn. Hơn nữa, họ nhìn thấy tốc độ trưởng thành và tiềm năng đáng kinh ngạc của Tiêu Viêm. Từ một thiếu niên bị coi là phế vật đã trưởng thành thành một cường giả có khả năng khuấy động phong vân trên đại lục. Họ hiểu rằng việc Huân Nhi trao đến quyết cho Tiêu Viêm ở một mức độ nào đó cũng là để cổ tộc có thêm một đồng minh mạnh mẽ trong tương lai. Một vị trưởng lão có đức cao vọng trọng trong cuộc họp gia tộc đã vuốt sâu và chậm rãi nói: "Có lẽ chúng ta không nên chỉ nhìn vào việc truyền đến quyết ra bên ngoài, mà nên nhìn thấy khả năng hỗ trợ và hợp tác mà thanh niên này có thể mang lại cho cổ tộc trong tương lai." Trong thế hệ trẻ của cổ tộc, những người luôn xem Huân Nhi như là nữ thần và thần tượng, phản ứng của họ là mạnh mẽ và đa dạng nhất. Một số người đầy ghen tuông và tức giận, coi Tiêu Viêm là cái gai trong mắt. Họ cho rằng Tiêu Viêm đã cướp đi nữ thần trong lòng của họ và còn nhận được đế ấn quyết của cổ tộc. Họ lén lút phàn nàn và nguyền rủa Tiêu Viêm. Thậm chí có vài thanh niên nóng nảy muốn tự mình tìm Tiêu Viêm gây rắc rối để dạy cho hắn biết rằng đồ của cổ tộc không phải dễ dàng lấy đi như vậy. Thế nhưng cũng có một số thanh niên thật sự ngưỡng mộ và tôn trọng Huân Nhi. Họ từ thái độ của Huân Nhi đối với Tiêu Viêm mà nhận ra sự phi thường của hắn. Dù trong lòng họ có một chút thất vọng và ghen tị, thế nhưng họ càng tò mò và kỳ vọng hơn về Tiêu Viêm, mong chờ xem hắn có thể trưởng thành đến mức nào, liệu có thực sự xứng đáng với tình cảm sâu đậm và sự trao tặng của Nhi hay không. Họ là những người khá lý trí ở trong gia tộc, khi mà nghe những lời đả kích Tiêu Viêm, thỉnh thoảng cũng đứng ra nói vài lời công bằng, khuyên mọi người đừng để ghen tuông làm mờ mắt. Còn Cổ Nguyên, tộc trưởng của cổ tộc, sau khi biết chuyện này đã ngồi trầm tư ở trong thư phòng một lúc lâu mới vẻ mặt nghiêm trọng. Ông hiểu rõ ý nghĩa của đế ấn quyết đối với cổ tộc, thế nhưng ông cũng hiểu sâu sắc tình cảm của con gái mình dành cho Tiêu Viêm. Một mặt ông là tộc trưởng phải lo lắng cho lợi ích và truyền thừa của cả cổ tộc, mặt khác thì ông cũng là một người cha, nhìn con gái của mình đưa ra lựa chọn vì tình yêu. Cuối cùng Cổ Nguyên thở ra một hơi, ông không giống như những trưởng lão cực đoan khác, không có ý định áp dụng biện pháp nào quá khích đối với Huân Nhi và Tiêu Viêm. Ông biết rằng với tính cách và con người của Tiêu Viêm, nếu không có tình cảm sâu đậm với Huân Nhi, hắn cũng sẽ không dễ dàng chấp nhận đế ấn quyết. Hơn nữa, ông cũng hiểu rằng tình hình ở trên đại lục ở trong tương lai sẽ biến đổi khôn lường. Tiêu Viêm có thể sẽ trở thành một trợ thủ và đối tác quan trọng của cổ tộc trong việc ứng phó với các cuộc khủng hoảng khác nhau. Cổ Nguyên quyết định tạm thời quan sát, và trong một số tình huống thích hợp, ông cũng sẽ hướng dẫn mọi người trong gia tộc có cái nhìn đúng đắn về vấn đề này. Vậy các bạn nghĩ sao về điều này? Đừng quên để lại ý kiến cá nhân của mình ở dưới phần bình luận của video này các bạn nhé. Cuối cùng, theo TG, xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.